Xin chào quý thầy cô, cũng như xin chào các em. Thì hôm nay mình tiếp tục quẹ các cái hình trong sheet pháp tiếp theo. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các em quẹ cái hình theo mẫu như thế này. Thì để quẹ được cái hình này thì trước tiên chúng ta quan sát cái hình này, chúng ta dễ nhận thấy rằng bên ngoài cái hình này, đây là một cái hình lục giác đều. Tiếp theo đó thì đây là một cái tam giác, đây là một cái hình thoi được tô màu hai màu. Thì bên trong này cũng tương tự như vậy, cũng là một cái hình lục giác. Thì cái đây là cái hình thu nhỏ của cái hình ngoài, phía bên ngoài. Đó là cái tổng thể của cái hình này. Rồi để bắt tay vào về cái hình này, chúng ta làm như sau này. Thì đầu tiên, công việc đầu tiên của chúng ta thì chúng ta sẽ kể ra một cái tam giác trước. Tam giác mình bây giờ cho cái độ dài là 100 đi. Và góc quay của nó là 120. Tiếp theo là cái này nó lặp lại 3 lần thì nó được một cái tam giác. Rồi tiếp theo đó thì chúng ta đi ra điểm này để chúng ta vẽ một cái hình thoi. Thì tiếp theo chúng ta sẽ đi ra là 100. Rồi chúng ta đứng đây. Thì theo cái bài của chúng ta thì tiếp tục là chúng ta đi ra cái cạnh hình thoi này, nó bằng cái cạnh tam giác này, cái cạnh tam giác này. Như vậy chúng ta sẽ vẽ một hình thoi có độ dài cạnh nó là cũng bằng 100. Tiếp tục chúng ta đi 100. Thì sau đó chúng ta sẽ đi về góc này. Như vậy chúng ta sẽ quay lại một cái góc, đó là 120. Và chúng ta sẽ đi 100. Rồi chúng ta đi 20 rồi ha, 120 rồi. Như vậy chúng ta sẽ đi về đây. Thì đây là góc 60. Thì chúng ta biết rằng hình thoi là hai góc nó cộng lại là đúng 180. Như vậy góc này là góc 60. Và tiếp tục chúng ta đi 100 nữa. Đó. Thì sau đó chúng ta sẽ ghi ở đây. Như vậy chúng ta lặp lại cái việc này hai lần. Lặp lại việc này hai lần. Đây chúng ta lặp lại hai lần. Rồi thì tiếp tục như vậy thì chúng ta sẽ đi ra đây và chúng ta sẽ lặp lại. Như vậy tiếp tục là chúng ta sẽ đi ra 100. Đợi chúng ta đi ra đứng tại cái đỉnh này, đứng tại cái đỉnh này. Rồi như vậy thì bây giờ mình hạ thấp xuống vị trí này một tí xíu ha, để mình bây giờ mình đưa ra trước là -50 này, rồi đây mình đưa xuống là -100 này. Rồi thì từ đây mình sẽ trả lên một cái góc, đó là góc 60 độ. Góc 60 thì mình lặp lại 6 lần, mình sẽ được cái hình lục giác 6 lần. Tại vì nó quá lớn ha, mình hạ xuống 150 đi, 150. Nó cũng quá lớn. Như vậy mình sẽ giảm bớt cái cạnh này xuống, mình giảm 80. 80.
Rồi, chạy lại. Rồi. Tiếp theo đó thì mình lên cái vị trí này. Nha, mình sẽ đi lên vị trí này. À, mình sẽ giảm cái kích thước của cạnh này xuống một nửa. À, ý tưởng của mình như vậy. À, bây giờ mình khai báo một cái biến đi. À, cái biến là cạnh đây. Cái biến cạnh của mình này, thì mình bỏ đây. Bỏ đây. Rồi, mình đặt cái cạnh ở đây là 80 hoặc là 90. À. Rồi. À, sau đó mình sẽ đi lên đây. Mình đi lên vị trí đây. Thì mình đi đúng bằng cái cạnh của hình thoi. Thì chúng ta sẽ quay lên một góc là góc 60. À, góc 60. Và chúng ta sẽ đi đúng cái cạnh nó. Cạnh nó là cạnh 90. À, cạnh 90. Rồi đứng đây thì chúng ta sẽ trả qua cái góc qua đây, trả lại cái góc 60 này. À, trả lại cái góc 60 này. Góc 60. Thì chúng ta tiến hành quẻ lại một lần nữa, nhưng mà cái kích thước của cái hình phía bên trong này là nó nhỏ hơn, nó nhỏ hơn chỉ còn một nửa của cái cạnh này thôi. Cạnh này 90 thì cạnh này còn là 45 thôi. Như vậy là bây giờ chúng ta sẽ giảm cái kích thước của cái cạnh này xuống là trừ 45, trừ 45 và 45, và chúng ta sẽ lặp lại hai lần. Lặp lại cái việc này hai lần, hai lần. Rồi chúng ta xem thử này. À, bước tiếp theo đó là chúng ta sẽ tô màu các cái hình thoi này thành hai cái màu riêng biệt, thành hai màu riêng biệt. Rồi như bây giờ thì chúng ta sẽ tạo một cái khối để làm cái khối này nó riêng biệt ha. Để tạo một cái khối á thì chúng ta sẽ tạo quẻ hình lục giác. Rồi ở đây thì chúng ta cái này ở đây. Rồi sau khi mà chúng ta quẻ được như thế này rồi, bây giờ chúng ta đỡ cái này, đỡ cái hình này chúng ta quẻ sau cùng. Bây giờ chúng ta tiến hành là chúng ta tô màu cho các cái hình thoi này nha. Thì chúng ta làm như sau. Thì đầu tiên á, cái này quẻ ha, đầu tiên là chúng ta sẽ đi ra 140 này. Chúng ta để đi ra 140, xin lỗi là 108. 108 là từ đây. Chúng ta sẽ đi ra tới cái đỉnh này. Từ đây chúng ta đi ra tới cái đỉnh này là 108. Sau đó chúng ta sẽ kẻ một cái đường chéo từ đây về đây. Từ đây về đây. Đường chéo này là cái góc này là 150. Góc này 150, và chúng ta sẽ đi đây bằng công thức chính là bằng căn bậc 3. Căn bậc 2 của 3. Căn bậc 2 của 3. Nhân với cái cạnh, nhân với cái cạnh, cạnh mình ở đây chính là 90. Cạnh của mình ở đây là 90. Thì mình gọi vô đây. Thì sau đó mình sẽ đi vào đây. Vào đây thì cái góc của nó bây giờ nó sẽ là 150. 150. Và mình đi đúng bằng cái cạnh của nó là bằng cạnh 90. Cạnh 90. Đây. Thì sau đó mình sẽ đi về đây. Về đây là cái góc 60. Góc 60 ha. Góc 60. Và tiếp tục mình sẽ đi đúng bằng cái cạnh của nó là cạnh 90.
À, mình xem thử ha. Rồi. Như vậy là mình sẽ tiến hành tô màu cái này. À, đỡ tô màu cái này á. Thì mình sẽ tạo ra một cái khối. Đó là tô màu 1. Tô màu 1. À, mình sẽ dùng cái này. Dùng cái này. À, trong cái khối là tô màu 1. Mở tạo đâu mất rồi. À, lại ha. Tô màu 1. Đây. À, 90 ha. Như vậy mình sẽ khai báo một cái biến chỗ này. À, 90. Và mình lấy cái cạnh này mình bỏ vô đây. Đây. Cạnh ngoài đây. Và giảm cái cạnh này về trừ 1. Rồi. Như vậy là mình có một cái màu. Màu chỗ này là màu màu xanh ha. Màu xanh này. Rồi, màu này. Thì mình sẽ lấy cái màu này, chỗ này mình bỏ vô đây. Tô màu 1. Rồi, mình sẽ xem thử ha. Rồi, như vậy tương tự mình sẽ tô màu thứ hai ở đây. À, cái màu thứ hai á thì nó sẽ như thế này. Bây giờ mình sẽ cho nó một cái màu thứ hai để mình dễ quan sát. Rồi tiếp theo á, mình sẽ trả lại cho nó một cái góc. À, sau đó mình sẽ cho nhân vật mình đi lên đây. Như vậy mình sẽ trả vào góc mà 120. Sau đó mình đi 90. À, sau đó mình sẽ trả vào một cái góc là 60. Và mình tiếp tục mình đi là 90. Rồi. Bây giờ mình sẽ đi vào cái đường chéo này, mình sẽ về đây là mình quay vào góc 150. Là 150. Thì mình sẽ đi đúng bằng cái cạnh này. À, cái cạnh này bằng căn bậc 3 này. Đây, này ha. Rồi, như vậy ạ. Thì chỗ này mình sẽ khai báo một cái biến cạnh đợi chỗ đây. Cạnh chỗ này là 90. Rồi, à, xem lại ha. À, như vậy bây giờ mình sẽ lặp lại 90 lần. Mình tô màu ở này 90. À, chỗ này ha, chỗ này, chỗ này. Như vậy là sao có vấn đề gì chỗ đây ha. Rồi, mình sẽ trở lại.
Rồi, đây là như vậy là cái cạnh này là cạnh thứ hai. Như vậy mình sẽ tô màu khói hai. Là tô màu hai. Rồi, mình sẽ tô màu hai, mình sẽ lấy cái này. Rồi, mình đỡ đây. Cái phần này hơi không dùng tới thì bỏ ha. Rồi, mình sẽ tô màu hai cái này. Rồi sau đó mình sẽ trả lại cho nó một cái góc là 60 và mình tiến hành lặp lại 6 lần cái việc này. Lặp lại 6 lần cái việc này. Rồi thì đứng tại vị lúc này á thì mình sẽ quay chồng lên cái lúc ban đầu chúng ta sẽ tạo ra thì nó sẽ như thế này. Như vậy là chúng ta sẽ vẽ được cái hình theo mẫu. Chỗ này là màu xanh thì chỗ này chúng ta đỡ nó màu đỏ đi. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo.